Audio Jungle. Chào bà con, thì cái vườn bơ này mình quay bà con xem là của chị Diễm Hương ở huyện Chư Pờ Rông, tỉnh Gia Lai. Thì cái vườn bơ này mình quay bà con xem á, toàn bộ những gốc bơ này chị trồng mới có 16 tháng tuổi á, mà nó bị bệnh xì gốc hết á. Hồi nãy mình quay bà con xem á, đi từng gốc xì. Thì vườn bơ này thật chắc ra mình khuyên bà con á, bà con phải phòng nó đi, đừng để tình trạng mà nó xì thắt, xì gốc thối thân rồi bà con người ta chữa thì nói chung là nó gây hại những cây bơ chúng ta, nó sẽ không đạt năng suất cao. Và phần lớn những cây bơ mà mình nói bà con á, khi mà nó bị thối thân á, xì mũ, bà con chúng ta không có biết, cứ quét mua thuốc về quét, khi mà bà con quét á, bà con không có cào kỹ cái lớp vỏ ra thì khiến cho cây bơ chúng ta sẽ không bao giờ nó bớt hẳn được. Thì với cái vườn bơ của chị Diễm Hương này á, thì mình sẽ quay hết cho bà con xem, mới có 16 tháng tuổi thôi, nói chung rất là xanh đẹp nhưng bị hiện trạng là xì gốc hầu như là chiếm tới 60%, có nghĩa là vườn họ chỉ là 100 gốc nhưng bị 60 gốc rồi. Thì qua đây bên trái cây thường mùa lắc cũng có kỹ thuật xuống vườn hướng dẫn cho chị là cái phương pháp mà xử lý cái bệnh thối thân xì gốc này tại vườn. Thì đây những gốc mình quay bà con xem và hướng dẫn cách cạo. Thì qua cách cạo này mình cũng khuyên bà con á, cứ cạo mạnh lên, mạnh dạn cạo đi. Thứ nhất mình nhắc nhở về cái cây bị nửa thân, thì bà con cứ cạo bình thường như mình, đừng nên chúng ta cạo sơ sơ, có nghĩa bà con cạo hết cái lớp bị đen của cây bơ bút nha. Có nghĩa khi cạo cạo tới mà cái lớp trắng trắng của cây bơ bút á, thì lúc đó bà con có thể là biết nó bớt. Còn lại bà con mà cạo sơ mà còn vẫn còn cái vết đen đen á, thì lúc đó sẽ bị tái bệnh. Bị tái bệnh thì lúc đó bà con khắc phục nó lại mệt, bà con thứ nhất vất vả, cái thời gian đi cạo quét lại lần hai nó khó, thời gian bà con làm nó mệt. Nên qua clip này mình quay rất là cụ thể và chi tiết về cách cạo vỏ như ở trên hình á, bà con xem nha. Ở mình cạo rất kỹ. Thì về cái dụng cụ mà cạo á, thì mình cũng khuyên bà con á, chúng ta có thể là dùng những cái dao mà cạo mũ cao su nè, rồi những cái dao mà lớn bự á, để cho chúng ta cạo nó dễ. Thì đây là cái clip mình quay thực tế, thì mình kéo, mình đang kêu người nhà họ lấy cái dao ra để tiến hành cạo cho nó dễ dàng hơn. Thì cái việc cạo này mình cũng nói cụ thể rồi đó, bà con cạo kỹ cho mình ăn, cạo sát lên, đừng có tiếc gì hết, đừng có sợ nó không có chết đâu. Từ khi cái cây nó bị hết thân luôn á, các bạn cạo hết cái cây bơ luôn, không còn miếng da nào á, thì nó sẽ chết. Nên mình khuyên lại là những cái bơ nào nó bị hết thân á, thì bà con nên cạo một nửa thôi, còn để lại một nửa. Khi mà cái nửa bên này nó bớt xong á, mình tiến hành cạo cái nửa bên kia, rồi mình quét luôn cái nửa bên kia, chứ bà con đừng có cạo hết nha. Đó mình nhắc lại cho rõ, một số bà con ta cứ thấy cái bơ nó bị hết, người ta cạo hết là nó chết luôn á, mà nó không có phần vỏ nào để nó lưu dẫn vận chuyển chất dinh dưỡng đồ á, thì nó chết luôn á. Thì cái phần vỏ cây bơ nó đôi chung là rất là quan trọng với bà con chúng ta, mà chúng ta không có biết, không làm đúng thì nó sẽ chết cái bơ. Thì với cái bơ còi này á, nó bị hay nói chung là hầu như là 90% luôn á, còn 10% miếng vỏ thôi. Mình cạo cũng rất là kỹ để cho con xem. Thì về cái việc cạo á, một quét thuốc á, mình sẽ làm tại vườn, tại gốc luôn, một hai cây để cho bà con nông dân ta thấy được và làm sao cho nó hiệu quả. Thì với trường hợp này á, mình cho chị dùng thuốc là trị nấm và khuẩn, vừa quét và vừa phun ở trên luôn. Thì hầu như bà con chúng ta hầu giờ là dùng Vidomin Alias, nói chung là có rất nhiều thuốc để chúng ta phối hợp để quét. Thì tùy theo những công ty chúng ta có những loại thuốc riêng để khắc phục cái bệnh này. Thì riêng bệnh này á, thì mình cho chị Diễm Hương là quét cái gói Vimancode cộng với cái Vicen. Thì nói chung là thuốc á, thì nó trị cho cái vừa nấm khuẩn á và vừa nấm á, thì chân hành phun luôn. Thì Money ở trên cũng dùng Money để phun. Thì đó, kết hợp vừa phun vừa quét gốc thì nó hiệu quả hầu như là cao. Thì clip này mình cũng nói rất là rõ về cái thuốc thang để bà con làm. Thì tùy vào bà con nông dân ta có những cái phương án làm riêng, thì mỗi người có mỗi kinh nghiệm. Thì riêng bên mình á, thì hướng dẫn tại vườn là dùng hai sản phẩm đó để quét và phun. Bà con nên nhớ nha, chúng ta phải quét và phun luôn thì nó hiệu quả hầu như tuyệt đối luôn, 100% á, nó sẽ bớt, không bị tái bệnh nữa. Thì hàng tháng nếu mà mưa nhiều thì bà con có thể quét cho mình. Phải lưu ý là quét những cái kẽ nách cánh tay á, để tránh tình trạng mưa rồi á, nó hay bị thối ngay chỗ đó, nấm gây hại chỗ đó. Thì bà con biết được và làm. Thì clip này mình quay cũng rất là dài và cụ thể, rất là chi tiết để bà con ta làm khắc phục. Thì clip này mình cạo cũng rất là kỹ á, bà con cứ cạo mạnh nha.
đừng có tiếc gì hết. Bà con cứ đăng ký kênh và theo dõi kênh clip mình quay rất là dài và cụ thể. Xin cảm ơn bà con ạ.
Thank you.